Năm nào cũng thế, gần đến ngày lễ Quốc khánh là vợ chồng của Ngân tất bật mua sắm các thứ để về quê giỗ cha của Đạt. Sở dĩ Ngân cũng nôn nao về quê chồng bởi vì nơi ấy có con trai của nó đang gửi ở bên nội. Vì sao thằng bé lại được gửi ở dưới quê một mình mà không ở cùng với cha mẹ? Nguyên nhân ấy chút xíu nữa thì chúng ta sẽ cùng nhắc đến nhé. Sau khi cha mẹ của hai chị em Ngân qua đời, ông bà để lại cho hai chị em hai căn nhà nằm liền kề nhau, chỉ cách nhau có mỗi cái nhà xe chung ở giữa thôi. Bởi vì chị em thì rất mực yêu thương nhau, thế nên giữa hai gia đình cứ luôn hòa thuận, chứ chẳng có gì là vướng mắc hay tranh chấp. Mây là chị cả, nó đã trải qua một đời chồng. Sau khi chồng nó qua đời bởi một tai nạn giao thông, lại để lại cho nó một đứa con gái 12 tuổi. Chỉ sau đó 3 năm, khi đã mãn tang, Mây tiếp tục lại đi bước nữa với một người đàn ông góa vợ, tên là Trung. Bởi vì hắn không có con cái, thế nên hắn lại xem Hiền chính là con gái của mình, cứ như thể đấy là con ruột của hắn vậy. Thế nhưng đó chỉ là cái nhìn nhất thời của hắn thôi. Lúc mà con bé nó còn nhỏ thì dễ dàng như thế. Thế rồi mọi chuyện nó đã thay đổi chỉ sau 5 năm khi cả hai cùng về chung sống một nhà. Sở dĩ là có sự thay đổi trong cách nhìn của Trung là bởi vì con bé đấy càng lớn nó càng xinh đẹp. Nay nó đã 17 tuổi và đã dần trở thành một thiếu nữ. Hiện nay con bé nó đang học lớp 11 rồi. Nó hiện giờ đang là bảo mẫu cho một trường mầm non tư thục. Thằng Trung vẫn làm nghề của hắn từ trước đến nay là thợ nướng của một cái lò bánh mì lớn. Công việc của hắn bắt đầu từ 2 giờ khuya đến 6 giờ sáng là kết thúc. Thời gian cả ngày còn lại hầu như nó chỉ có ngủ để lấy lại sức cho công việc của ngày hôm sau. Thời gian gần đây, nó thể hiện tình cảm với Hiền có phần hơi thái quá. Ban đầu con bé nó chỉ nghĩ hắn gần gũi với mình cũng không khác gì những năm tháng đầu tiên về sống chung với mẹ nó. Thế nhưng thời gian gần đây, những nụ hôn của hắn dành cho nó càng ngày càng dày đặc, khi thì ở trán, dần dà xuống đến gò má, lân la rồi lại xuống đến môi. Do từ trước đến nay nó cũng có chút quý mến hắn, thế nên nó cũng chỉ tránh né chứ không phản ứng gì. Mãi cho đến khi nó nhận ra sự yêu thương của thằng cha dượng này dành cho nó không còn là tình cảm vô tư như lúc trước nó còn bé nữa. Lúc này thì con bé mới nhận ra thật sự giữ khoảng cách với hắn là cần thiết. Nhưng mà bởi vì đầu óc của con bé là một đứa mới lớn, còn non nớt, thế nên nó cũng chưa nhận định rõ về vấn đề này phải giải quyết ra làm sao. Do vậy nó vẫn giữ im lặng chứ không nói cho mẹ nó biết. Về phần của cái thằng Trung đấy, khi đã có ý nhắm tới con bé thì nó lại tìm đủ trăm phương ngàn kế để có được. Cuối mùa hè năm đấy, con bé thi đỗ vào lớp 11. Nó mừng không kể xiết khi dự định là sinh nhật sắp tới nó sẽ tổ chức thật hoành tráng để con gái mời bạn bè đến trả miệng. Vì từ trước đến nay nó chỉ đi sinh nhật của bạn thôi chứ cũng chưa có dịp để mời lại. Một lần tình cờ, thằng Trung nhìn thấy con bé cứ săm soi chiếc điện thoại đời mới ở trên cái màn ảnh vi tính. Thế là trong đầu nó nảy sinh ra một ý nghĩ. Hôm đó nó lấy quỹ đen mà nó giấu vợ nó đã từ lâu nay, tìm đến một cái tiệm điện thoại, mua một cái giống như con bé đã ao ước. Mua xong, nó nhờ chủ tiệm gói cẩn thận rồi mang về cất giấu. Hôm nay là sinh nhật con bé vào ngày chủ nhật, con Mây được nghỉ. Thế là nó đã làm cho con gái một bữa tiệc như ý. Suốt cả cuộc vui hôm ấy, gần chục đứa bạn cả trai lẫn gái, đứa nào cũng làm cho mũi của Mây cứ nứt ra vì những lời khen mà mẹ của nó nấu ăn ngon này. Hiền cũng vui không kể xiết vì đã có được một bữa tiệc để trả miệng cho bạn bè. Suốt cả ngày hôm đấy, thằng Trung không bước xuống dưới lầu vì nó biết hôm nay là ngày của bọn trẻ, nên nó chỉ ngủ và trụ lại trong phòng rồi ăn uống cùng với Mây ở trên đó luôn. Trong lúc cùng ăn, Mây lại hỏi chồng là định tặng gì cho con gái trong ngày sinh nhật. Bởi vì cái điện thoại mua là chuyện bí mật, thế nên nó chỉ cười rồi bảo chắc anh bỏ cho nó tí tiền vào trong cái phong bì, cho nó khoảng 1 triệu, để nó thích mua cái gì nó mua chứ, anh đâu có thời gian để đi mua quà cáp gì đâu.
Mây nghe xong cũng gật gù đồng ý, lại cảm ơn đến sự quan tâm của nó dành cho con gái mình. Do cả ngày hôm trước, con bé vui chơi bất tận với bạn bè, đến tối thì mới về đến nhà. Có lẽ vì thấm mệt, thế nên sáng hôm sau, lúc mẹ nó rời nhà đi làm rồi mà nó vẫn chưa thức dậy. Từ lò bánh mì về đến nhà, Trung thấy cửa vẫn khóa. Nó biết con bé vẫn còn ngủ, nó lấy chìa khóa riêng để mở cửa vào, do đã có những cái toan tính ở trong đầu. Lúc lên phòng, nó mở tủ lấy chiếc điện thoại mà nó đã mua hôm trước, cầm trên tay đi thẳng sang phòng của con bé gõ cửa. Đang còn ngái ngủ nghe tiếng gõ cửa, con bé nó cứ ngỡ là mẹ nó gọi để dặn dò cái gì, thế là nó mắt nhắm mắt mở bước xuống giường ra mở cửa. Cánh cửa vừa được kéo ra thì thằng Trung lại đứng lặng khi thấy bé đang thướt tha trong chiếc áo ngủ. Bởi vì còn đang bất ngờ, thế nên con bé chưa kịp nhớ ra mình đang mặc cái gì. Nhìn thấy hắn thì con bé lại cất tiếng hỏi, có chuyện gì mà Dượng gọi con dậy sớm thế? Con đâu có đi học đâu, đang nghỉ hè mà. Bị hỏi thế, Trung giật mình tỉnh mộng. Nó chìa cái điện thoại trên tay ra, rồi nở một nụ cười nham nhở nói với con bé, hôm qua sinh nhật con, vì có đông bạn bè thế nên Dượng không xuống tặng quà được. Hôm nay Dượng tặng muộn cho con. Cầm gói quà trên tay, con bé nó mừng thầm trong bụng vì hình dạng gói quà cũng tương tự với cái hộp điện thoại nó đang ao ước. Nó nở nụ cười thật tươi rồi nói cảm ơn. Thấy con bé vừa định quay vào, Trung lại bảo, con mở ra xem có thích không? Bởi vì trong lòng cũng đang nôn nóng do tất cả số quà bạn bè tặng hôm qua chả có cái thứ gì đúng với sở thích của nó. Đến khi gói quà trên tay được mở ra, nhãn hiệu điện thoại ở trên cái nắp hộp hiện ra, con bé nó vỡ òa trong sung sướng. Nó cười thật tươi rồi theo phản xạ bước đến ôm cổ của hắn để thay cho lời cảm ơn. Thấy tình trạng con bé nó đang như thế, thế mà còn ôm ghì lấy mình nữa chứ. Biết đây là thời cơ ngàn năm có một, thế nên nó liền siết chặt con bé rồi kéo con bé lên giường. Lúc đầu vì nể nang món quà, con bé không chống cự và cũng không biết hắn đang làm gì. Đến khi hai tay hắn bắt đầu làm loạn lên thì con bé nó mới nhận ra và nó cự tuyệt rồi cất tiếng hỏi, ơ kìa Dượng, Dượng làm gì thế, buông con ra. Cứ mặc kệ cho con bé nói cái gì, miệng hắn vẫn đích thực lại cứ luồn lách. Biết thế này sớm muộn gì mình cũng siêu lòng, thế nên con bé nó cứng rắn nói, nếu mà Dượng không thả con ra, con sẽ nói với mẹ về chuyện này. Biết chuyện này nếu mà tới tai của Mây, chắc chắn con bé nó sẽ không để yên đâu. Và như thế nó sẽ không thể nào tồn tại trong căn nhà này được nữa. Thế là nó mới thả lỏng và bỏ con bé ra rồi nói lời xin lỗi. Lúc này con bé nó lại nhận ra chính chiếc áo đang mặc đã khiến cho thằng Trung không tự chủ được bản thân. Nằm lại trên giường, khi Trung đã rời khỏi phòng, con bé nó cũng chẳng lấy gì làm hoảng sợ. Nó cũng chỉ nghĩ rằng sự tiếp xúc giữa người khác giới nó thật tuyệt diệu. Chỉ mới có hơn một phút được như thế mà nó đã có một chút cảm xúc. Thế là sự tò mò về giới tính trong một đứa mới lớn bắt đầu trỗi dậy. Nó cảm thấy thích thú về những gì mà thằng Trung vừa mang lại cho nó khi nãy. Con bé mỉm cười nhủ thầm, con xin lỗi, nếu lần sau Dượng tiếp tục làm thế, con hứa không kháng cự đâu. Lại quay trở lại với câu chuyện của gia đình nhà Ngân. Ngân và Đạt lấy nhau đến nay đã được 13 năm. Vũ, con trai của chúng cũng 12 tuổi. Thằng bé đang sống với bà Sang, mẹ của Đạt ở quê. Sở dĩ thằng bé không sống cùng với cha mẹ là bởi vì khi nó được 8 tuổi, nó mắc phải chứng bệnh hen suyễn. Theo lời bác sĩ, hai vợ chồng đã đưa nó về quê cho nó ở với bà nội. Nơi ấy không khí trong lành sẽ giúp nhiều cho việc hô hấp của thằng bé. Hàng tháng vợ chồng gửi tiền về chu cấp để bà Sang nuôi thằng nhỏ ăn học ở dưới đấy. Vợ chồng Đạt tính như thế, trước là để cho bà ấy có cháu ở cùng vui vẻ tuổi già, sau là để thuận tiện cho việc kinh doanh mua bán của vợ chồng. Vì cả hai vợ chồng đều sở hữu một salon mua bán xe máy, thế nên rất cần rảnh tay để lo việc làm ăn. Thoát một cái, ngày giỗ ông Thành, cha của Đạt đã tới. Năm nào cũng thế, đến ngày giỗ là vợ chồng lại về quê. Trước là làm giỗ, sau là để về thăm con trai.
Tự nhiên thấy mùa hè năm nay chả có chương trình gì để tiêu khiển, thế là Hiền đã nói với Mây xin dì cho nó cùng Tháp Tùng về quê chơi một chuyến, sẵn là thăm thằng bé luôn. Bởi vì xe còn đang thừa chỗ nên sau khi nghe Mây hỏi cho Hiền cùng về quê chơi, vợ chồng của Ngân đã đồng ý ngay. Thế là Hiền chuẩn bị các thứ cần thiết để mang theo cho 3 ngày về quê. Do quê của Đạt ở tận cùng của đất nước, thế nên chúng phải khởi hành đi rất sớm cho nó mát. Suốt 6 tiếng đồng hồ ngồi xe, cuối cùng cả ba cũng về được đến quê. Đây mới là lần đầu tiên được về quê chồng của dì chơi, nên mọi thứ trong mắt của con bé đều mới lạ. Nhất là những đàn cỏ trắng trao liệng trên không trung, nơi rừng tràm hoang dã, tạo ra trong mắt con bé một cảnh tượng thật ngoạn mục. Thấy bé nó cứ đứng ngó về đám cỏ trắng đang bay, thằng Đạt lại cười bảo: "Con thích đám chim cỏ đấy lắm hả? Dượng thấy con cứ đứng ngó chúng hoài vậy." Nghe Đạt hỏi thế, Hiền lại gật đầu lia lịa bảo: "Đáng yêu quá nên con thích." Vừa lúc đấy thì Vũ ở bên trong nhà chạy ra, nó cầm tay Đạt nói: "Ba, bơi xuồng vào đó để lấy trứng cò cho con đi, con thèm ăn trứng cò." Nghe thằng Vũ nói thế, Hiền lại hùa theo: "Đúng rồi đấy Dượng, cho con đi với. Con vào đấy để ngắm cho nó gần hơn, cho nó thích. Ngày mai mới là ngày giỗ, thế nên hôm nay còn rảnh rỗi." Đạt lại dong cái xuồng, chở hai chị em chúng nó đi vào trong cái tràng tràm đấy để lấy trứng cò cho thằng Vũ. Thật không may, khi cả ba vừa vào đến nơi thì trời đổ mưa. Đến nơi, hắn tranh thủ trèo lên vài cái tổ, lấy một vài chục trứng cò bỏ vào rổ, rồi lại trở xuống xuồng. Vì trời mưa khá lớn, thế nên Đạt không thể bơi xuồng về. Nhìn thấy có một cái tán lá tùm, nó liền bơi vào đó để tránh mưa. Thấy Vũ có vẻ như bị lạnh, Hiền lại cởi cái áo khoác ngoài ra để cho thằng bé khoác tạm. Tuy đã chui vào tán lá xum xuê, nhưng mà nước mưa vẫn nhỏ giọt xuống qua kẽ lá. Mưa dần làm ướt cái áo của con bé đang mặc. Ngồi đối diện với con bé, hai mắt của thằng Đạt nó cứ dán vào người con bé. Thấy ánh mắt của cái người cậu Dượng kia đang soi xăm mình như thế, con bé nó cũng lơ đi. Nó vẫn tíu ta tíu tít trò chuyện với thằng bé như thể nó không hay biết gì. Thằng Đạt thì cũng tòm tem con bé lâu rồi, kể từ lần nó sang nhà tắm nhờ cho kịp buổi đi học, bởi vì ống nước nhà nó bị vỡ, thằng Trung không kịp sửa. Thật may cho nó, lần đó Ngân lại không có ở nhà, vì nó phải đi thu tiền xe trả góp của khách hàng, thế nên chỉ có mỗi mình hắn. Lúc con bé đang vô tư bên trong thì ánh mắt của nó đã tia qua cái ổ khóa, chiêm ngưỡng nét đẹp của một bông hoa vừa mới chớm nở. Suốt một buổi gột rửa đấy, con bé không hay biết chút gì. Nó cứ vô tư ở dưới cái vòi sen như một thiên thần nhỏ, làm cho Đạt suýt mấy lần mà mất tự chủ. May thay, có cú điện thoại của người gọi về làm cho hắn tỉnh hồn, lại kiềm chế bản thân lại, chứ nếu không thì mỡ mà treo vào miệng mèo thì thử hỏi mèo nào chịu nổi. Hôm nay lại tình cờ nhìn thấy hình ảnh ấy dưới cơn mưa này, Đạt suýt nữa không kiềm chế được nếu như mà không có thằng bé đi cùng. Hôm đó, sau khi từ cái chàng tràm về, Vũ bị nóng sốt, có lẽ do thể trạng yếu ớt nên khi mắc mưa. Đến ngày về rồi mà nó vẫn chưa thấy đỡ. Tuy vậy thì việc làm ăn của gia đình không thể nào thất hứa với khách hàng, bởi vì theo tính toán, ngày quay về vợ chồng sẽ giao cho khách hàng 4 chiếc xe máy để đưa về miền Trung. Vì vậy cả hai không thể nán lại ở quê thêm được nữa. Sau khi đã tính toán cẩn thận, Ngân quyết định ở lại để lo cho Vũ, đến khi nào nó hết sốt thì sẽ bắt xe đò về sau. Vì không muốn lỡ giờ hợp đồng nên buộc Đạt phải đánh xe về trong đêm để sáng mai kịp gặp đối tác. Nghĩ là Hiền có ở lại cũng chả giúp được gì, Ngân giục con bé đi theo Đạt để về cho nó đỡ tốn tiền xe. Thế là cả hai tức tốc ra xe để đi về. Do ngoài trời đang mưa và lại đi ban đêm, thế nên xe chạy rất là chậm. Đến gần 1 giờ sáng xe về tới Long An. Thế nên khi đấy con bé nó ngủ gật trên xe, Đạt quyết định tấp xe vào một khách sạn ven đường. Khi đã lấy phòng xong, nó mới chở ra xe gọi con bé thức dậy. Vì đang ngái ngủ, thế nên khi Đạt gọi dậy, con bé nó tưởng tới nhà. Thế là nó mở cửa xe, mắt nhắm mắt mở, đi theo. Khi tỉnh hẳn thì đã đến gần tới phòng rồi. Bé lại cất tiếng hỏi: "Đi đâu đấy Dượng?" Làm ra vẻ nghiêm nghị,
Nó nói: "Thấy con ngủ gật trên xe tội quá, Dượng ghé vào đây cho con ngủ thêm vài tiếng, thế rồi mình về cũng chưa muộn." Thấy mọi thứ nó đều đã thành chuyện đã rồi, với lại con bé nó cũng có cái ý muốn tìm tòi xem có gì mới lạ khi ở cùng với một người khác giới trong một căn phòng, và nó đã cầu được ước thấy. Khi vừa vào đến phòng thì cái ông Dượng kia đã không còn đủ kiên nhẫn, lại bế con bé lên đặt lên, thế rồi trổ hết tài năng mà bao nhiêu năm nay nó tích lũy được từ vợ của nó. Con bé non nớt lần đầu tiên trong đời được một người đàn ông, được một cái củ gừng già chăm sóc ân cần chu đáo, nó đã buông xuôi để hưởng thụ sau vài cái phút chống trả cho nó chiếu lệ thôi. Trong khoảnh khắc khai xuân, Đạt biết là con bé vẫn còn là một đứa còn diêm, thế nên nó đã rất khôn khéo, rất nhẹ nhàng từng bước dìu con bé vào đời ở tuổi 18. Con bé sau một khoảng thời gian ngắn được người Dượng ân cần chăm sóc, nó đã không còn giấu nổi sự háo hức của mình. Nó thều thào trong nước mắt, nó lại cầu xin hắn để cho nó được hưởng những cái cảm xúc tuyệt vời đấy. Biết đã đến lúc có được con bé trong sự tự nguyện, người Dượng đã thể hiện cho nó thấy là nó đã từng làm tốt vai trò của một người chồng như thế nào. Khoảng thời gian còn lại đấy là từ đó đến 6 giờ sáng, cả hai cứ quấn lấy nhau để tận hưởng những giây phút tuyệt diệu nhất trên đời này. Tuy chả có một lời hứa hẹn gì, nhưng cả hai hiểu rằng từ giờ trở đi chúng đã thuộc về nhau trong sự kín đáo, nằm trong vòng tay Đạt. Hiền lại nghĩ thầm: mình làm thế này có bất công với Dượng của mình không? Dượng chồng của mẹ đấy, người đã hết mực yêu thương chiều chuộng mình. Thế là sau lần đầu tiên trong đời có được với Đạt là chồng của dì, nó đã được người Dượng của dì dìu đến chốn bồng lai tiên cảnh. Nó khắc khoải chờ đợi khoảnh khắc tương tự tiếp theo. Thế nhưng với sự quản thúc gắt gao của Ngân thì Đạt làm gì có cơ hội để tiếp tục chăm sóc cho con bé. Vì quá nhớ cái thứ cảm giác tuyệt vời lần đầu, thế nên con bé nó chuyển ngay sang phương án 2. Chiều hôm đó lúc trên bàn ăn, tranh thủ khi mẹ nó chưa đi làm về, nó dặn cha Dượng của nó: ngày mai con có cuộc hẹn với bạn bè để đi đến trường, con nhận lớp mới, thế nên khoảng 7 giờ Dượng nhớ gọi con dậy nhé. Tối hôm đấy nó chọn một cái đầm ngủ mà lần trước Trung đã nhìn thấy, vô tình bắt gặp. Sáng hôm sau, chờ cho mẹ vừa đi khỏi nhà để đến chỗ làm, thì cái thằng cha Dượng nó đã khóa trái cửa, rồi lặng lẽ đi lên phòng để gọi con bé như nó đã nhờ. Mặc dù thức dậy cũng đã lâu, nhưng mà con bé vẫn nằm ở trên đệm chờ đợi cái khoảnh khắc này. Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, nó trở giọng giả vờ như vừa tỉnh ngủ thều thào: mẹ đấy à, con ra đây. Sở dĩ nó nói thế là vì nó muốn đánh tiếng để cho Trung biết rằng nó sẽ mở cửa, chứ đừng có lên tiếng. Với hai cái thứ tóc trên đầu, thằng Trung cũng nhận ra được cái điều đấy. Nó đứng yên mà chờ đợi. Thế rồi tiếng chốt cửa cũng vang lên, cánh cửa được kéo ra với một cái khoảng không rất trống, rất rộng. Không khác gì lần trước, sự ngỡ ngàng của Trung hiện rõ lên trong đôi mắt to tròn đang trố lên của nó. Hắn không ngờ cái khoảnh khắc tuyệt diệu của lần trước lại được tái hiện. Nhanh như cắt, nó chộp lấy thời cơ, lách mình bước vào trong, xoay người chốt cửa luôn, rồi âm thầm làm những gì nó cần làm. Con Hiền lúc này tuy là đã rất muốn rồi, nhưng nó vẫn lên tiếng để chống chế. Chỉ sau vài đường cơ bản của một cái củ gừng già lão luyện, con bé nhanh chóng bị hắn thu phục. Nó bây giờ cứ như là một cái tàu lá chuối nằm oặt oẹo trên mặt nước để buông xuôi, mặc cho người cha Dượng tùy ý hành động. Do đã từng được vào đời cùng với thằng Đạt, thế cho nên lần này nó không mấy bỡ ngỡ. Nó hợp tác rất ăn ý mỗi khi cái người cha Dượng chuyển sang những điệu nhạc khác nhau. Tuy chẳng ai nói với ai tiếng nào, thế nhưng cả hai đều rất nhịp nhàng khi thể hiện những cái ca khúc hòa ca đấy. Con bé nó thể hiện chất giọng của mình đến những cái nốt cao nhất, thằng Trung thì cứ giữ vững nhịp nhàng trong từng giai điệu. Cả hai hòa mình vào một khúc hát suốt cả buổi sáng hôm ấy.
Trung đã thật sự rơi nước mắt khi nói lời cảm ơn đến con bé đã cho hắn một cơ hội để tìm về tuổi đôi mươi. Và rồi cuộc tình thầm kín giữa ba người ấy cứ êm đềm diễn ra suốt những năm tháng con bé ở giảng đường đại học, bởi vì lúc này nó đã xin mẹ để nó được ở lại ký túc xá với lý do đường về nhà nó xa. Lý do ấy thật ra chỉ là cái cớ để nó được tự do thoát ly gia đình, làm những gì nó muốn. Chứ với chiếc xe máy mà được thằng Đạt tặng khi nó thi đậu lớp 12 thì đường về nhà cũng đâu có gì là khó khăn đâu. Sau khi biết con bé ở lại ký túc xá của trường, cứ hễ có dịp là ông Dượng Trung hoặc là ông Dượng Đạt lại cứ tranh thủ để đến thăm nó. Tất nhiên, sau khi chở nhau đi ăn đi uống xong, điểm cuối cùng để nghỉ ngơi là những cái nơi khách sạn kín đáo quen thuộc mà chúng từng ghé vào mỗi khi gặp. Và rồi, cứ như thế duy trì cho đến khi Mây tự nhiên đột ngột qua đời sau một cơn đột quỵ vì làm việc quá sức. Lúc này Hiền cũng chẳng còn tâm trí đâu để mà theo đuổi việc học hành. Nó tạm thời nghỉ học ở nhà để sống với Dượng chung của nó, giống y như vợ chồng. Thế mà nó lại tìm cách tính tới chuyện tương lai luôn. Đạt sau một thời gian si mê sự trẻ trung của Hiền, nó đã sao nhãng chuyện làm ăn. Mọi thứ thì đều giao hết cho một mình Ngân quán xuyến. Vì vậy mà hắn có biết đâu là con bé nó đã có tình nhân khác song song với nó. Nhưng mà rủi ro cho Ngân chính là cái gã tình nhân kia lại là một gã sở khanh chuyên nghiệp. Nó đã dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa Ngân. Một lúc nó lừa có khi đến cả chục chiếc xe loại đắt giá, với những thủ đoạn là một đối tác làm đại lý ở dưới quê của hắn. Khi chuyện đổ bể thì Ngân tìm tới địa chỉ mà hắn cho thuê đấy để thu hồi vốn mới biết đấy chỉ là một địa chỉ không có thật. Sau cú lừa đấy thì Ngân đã suy sụp và dẫn đến đổ vỡ làm ăn, gây thất thoát toàn bộ những đồng vốn mà vợ chồng đã vay ngân hàng. Đạt sau khi biết được sự thật vợ mình ngoại tình, hắn đã giận vì mình đã quá ngu mà tin tưởng tuyệt đối vào vợ. Giận là vì Ngân đã lén lút cặp bồ với thằng sở khanh kia, dẫn đến thất thoát tài sản. May mà Ngân còn có được căn nhà để bán đi, khắc phục hậu quả cho vay nợ ngân hàng. Chứ nếu không, tiền tỷ vào thời điểm đó rất có thể sẽ đưa Ngân vướng vào phòng lao lý. Sau khi không còn nhà để tá túc, hai vợ chồng lại thu xếp những gì có thể cùng với chút ít tiền bán nhà còn lại, đưa nhau về quê sống cùng với bà Sang và thằng Vũ. Còn Hiền sau khi thấy dì của mình bán nhà với một cái giá rất thơm, nó đã tính chuyện buôn bán căn nhà của nó đang ở cùng với ông chồng Dượng, đi về quê tìm mua đất đai, cất nhà lên để buôn bán tạo dựng tương lai sắp tới khi có những đứa con ra đời. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống có những điều chúng ta không thể ngờ tới. Ví dụ như sở thích của nhân vật Hiền trong câu chuyện này. Một đứa con gái vừa mới lớn trưởng thành từ tuổi dậy thì có đầy đủ tố chất để lấy được một người chồng trẻ. Vậy mà những cái người đàn ông trẻ đấy thì lại chẳng có một ai làm cho nó cảm thấy hứng thú và thỏa mãn. Cuối cùng lại chỉ có người Dượng gừng già kia là vừa với nó, chung chạ lén lút mãi. Thế rồi cuối cùng lại đến được với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe xong câu chuyện ngày hôm nay rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn nhé. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.